Ok, chào anh. Nghe Chào anh, rõ không anh? mình nghe tốt đây. Rồi, ok. Ok. Mai cái hả? Ồ, đã phải. Mai. Mai cái hả? Rồi, Giỏi rồi đó. giỏi rồi đó. Bây giờ thì đó. Chưa này á, là vấn đề này nói về quốc tịch. Đó. Trời. Bây giờ mình nói về quốc tịch thì có một thằng Mỹ mình nói là những người mà dân tộc khác mà đẻ tại Mỹ á thì được gọi là người Mỹ gốc Việt hoặc là người Mỹ gốc Campuchia hay là người Mỹ gốc Thái đúng không? Đúng rồi. Thí dụ như người Thái thì đẻ ở Mỹ rồi gọi là người Mỹ gốc Thái, còn người Việt Nam đẻ ở Mỹ thì gọi là người Mỹ gốc Việt. Ok. Cái đó là mình nói, Ok. nhưng mà khi hỏi thằng Mỹ chính thức á thì thằng Mỹ nó trả lời, nó nói một câu vậy nè: no, mày phải gọi là người Việt gốc Việt sinh ra tại Mỹ, không có được gọi là người Mỹ. Cái mình hỏi nó why, mình nói cái này là hợp Trung Quốc mà, Đúng nó nói no, không có gọi rồi. là hợp Trung Quốc. Thật Trung Quốc á, là tại tụi bay gọi thôi, chứ thật sự ra là mỗi một quốc gia sống trên cái đất nước này nó có cái nền văn hóa riêng của tụi nó, giống như cái người đầu tiên mà tới đây, nếu mà nói chính thức là người Mỹ là chỉ có người da đỏ thôi, chứ còn người da trắng á, cũng không không được gọi là người Mỹ, tại vì Đấy, thấy trắng gọi là Mỹ trắng thôi đúng chứ không. Nhưng mà còn Việt Nam mình á, rồi. là qua đây từ thì là người Việt gốc Việt đẻ con ra thì nó gọi là được đẻ tại Mỹ chứ không có gọi là người Mỹ. Nếu mà gọi là người Mỹ thì người ta đâu có trong cái gốc mà trên cái tờ khai sinh nó đâu để là Asian được, nó phải để là người Mỹ chứ. Nó mới là đau đầu lắm á, phải dám chơi đâu. Giờ còn có vấn đề nữa Gì? nè anh Phượng. À, cái thằng Mỹ mà chính gốc á Ừ. thì nó không có nộp đơn đóng tiền đi thi quốc tịch, ấy đủ mà. Còn người Việt mình là phải nộp đơn, phải đóng tiền và đi thi, còn tụi nó đâu có thi. Nó ác vậy đấy, thấy không? Được, khổ lắm. Ba cái vụ đó mà lạm dụng cái điều đó và hở rất bực mình ở cái chỗ là hở nặng mình rộng dỗ ngực xưng tên tao là người Mỹ gốc Việt hoặc là tao là người Mỹ nè này kia, nó đại khái là nó vô lý, gì Mà quá mắc hai chú thấy cười. rõ ràng không, là khi mà một đứa nhỏ nó đẻ ra tại Mỹ mà cái thằng Mỹ trắng nó đẻ ra thì nó đẻ là American đàng hoàng, nhưng mà thằng Việt Nam đẻ ra thì nó đẻ là thằng Việt Nam nhưng mà nó đẻ là Asian chứ nó không đẻ là American, Đúng thấy không? Nó đẻ cái chữ rồi, là chính xác. American citizen, nhưng mà trên cái tờ giấy mà khi mình khai sinh cho con đi học, mà trên cái vấn đề mà về mà chủng tộc á thì mình vẫn phải mác vô cái chữ Asian chứ mình không mác vô cái chữ American được. Đúng Nếu mà rồi, mình chính không xác. mát được như vậy thì tại sao mình gọi là người Mỹ gốc Việt? Nó có cho mình người Mỹ đâu mà gốc chứ Việt. Phải nói là người Việt gốc Việt đẻ con tại Hay Mỹ. hay hay Nó gọi đúng là rồi, đúng người rồi. Việt Hay hay gốc đó, Việt chính xác. đẻ con tại Mỹ chứ không phải là người Mỹ gốc Việt. Xác. À, Đúng được, rồi, đúng cái rồi, này chính xác. là tụi Mỹ trắng nó nói chứ không phải là mình không có nói Đúng rồi. Thi thi à. chủng tộc. Thi thi Khổ chủng quá. tộc. Đau 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 đầu. đầu. Đau Thi thi chủng đầu tộc. lắm, phải dừng chơi đâu. Đúng rồi. Không, đây là cảnh sát nói mà đâu sao cãi được. Đó. Anh nghe cái vụ mà nó Nó đó con rồi rồi nói đi con. nói là trong hiến pháp Mỹ nó để đàng hoàng điều tư chính là nước Mỹ là tự do nhân quyền, tự do ngôn luận đúng không, Đúng là coi như là rồi. muốn nói, nhưng mà thật ra không có đúng. Nếu mà nó hai chữ tự do ngôn luận anh sao vừa rồi nó mới phạt ông Donald Trump 10.000 đô vụ phát ngôn bừa bãi đó. vậy 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 cái tự do ngôn luận nó nằm ở chỗ nào? Chẳng qua Đâu là chẳng qua là chúng ta nghèo quá chúng ta nói nó đâu bỏ qua, nó không thèm ấy á, chứ sợ chúng ta giàu giống như ông Bill Gates coi mẹ nó phạt cho nó thưa cho chọc hay á, tàu đúng, chính xác, hay á, chính xác á. Tại đừng. vì nó phạt mình Tại không vì có còn tiền hỏi chú đóng, với bây không giờ có tiền đóng. chú và chú chú trên răng dưới ghế chú chửi tổng thống nó nhìn thấy chú á, nó làm gì chú thôi bỏ qua chứ thử Bill Gates chửi rồi biết liền là đó ông Donald Trump đó đó. Chú thấy không, nó nói không có lần nó mà nó là tự do ngôn luận á, tại sao chính xác nhớ tập nó mới tao phạt ông vậy 10.000 đô đó, mới phạt ông 10.000 đô với vấn đề mà phát ngôn bừa bãi đó, đúng thấy hả? rồi tao có gì vui cười đúng thở ra. Bởi vì thường thường người ta ông cha ta thường nói là nắm thằng có tóc không có ai nắm Tốt thằng chọc đầu, nhớ không rồi đúng rồi. À, khổ vậy là hay, rất là hay đúng rồi. nhà tôi cũng có ngông hay phát ngôn bừa bãi mà tôi bắt không được ổng kìa, tại ổng cha tôi nếu bắt được Tao bắt biết lâu rồi mày nói ai rồi mà nói anh tao vậy. bắt được bắt lâu rồi bắt không được. Trời Ông không. muốn nói gì là ông nói à, cái tiêu chuẩn mình nói là ông nói sao không, tao là cha mày tao muốn nói sao nói Đúng rồi. cái tôi mới nói không. Ừ.
ba là cha, nhưng mà ba cũng phải nói theo luật pháp chứ. Cái cha của ba là dùng cái luật là ta gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia phong, là cái gia phong của ba là dùng nó ở nhà thôi. Còn này con làm cho người Mỹ, ok, làm cho quốc gia Mỹ, để bố mình nói luật pháp của Mỹ chứ bên là quốc gia. Ba tôi còng đầu giờ, cái ông nói mày ngon mày còng tao thử rồi, trời có đánh mèo đánh liền tại chỗ á, đánh liền á, cực còng đầu bố đánh ngay tại chỗ á, trời đánh ngay á, không biết chứ không biết. Ông không đánh được, bố không đánh được. Trời đánh biết sao không? Ông đánh. Không đánh được. Ông đánh thì được chứ trời đánh không có được. À, đánh không được. Vì sao? Thì ông chửi ông đồ thứ trời đánh. À, tại vì ông là vi phạm quốc pháp cho nên ông phải bị bắt. Còn á, còn trời đánh á, là tại vì á, là mình á, là con phạm tội, nhưng mà nếu mà nó không trời ông đánh không đúng là tại vì biết sao, là tại sao? Tại vì nếu cái luật pháp người ta đưa ra như vậy, nếu mà anh không có phạm tội thì ai bắt anh làm gì? Còn nếu mà anh đã chọn cái nghề đó rồi thì gọi là quân pháp bất dị thân, có nghĩa là đã chọn luật pháp chơi thì không có tình thân, đã tình thân thì không thể đi luật pháp được. Chơi ha, nó phải rõ ràng như vậy. Chứ họ chưa bây giờ chú đã chọn quốc, chú đã chọn về luật pháp rồi mà chú còn có tình thân nữa thì bảo đảm chú không bao giờ làm việc được. Không đúng, làm được. Cái đó là một trong hai. Đó, giống như người ta nói trên bàn cờ là không có cha con, tranh cận là tới cùng. Đó. Không được. Đó là thắng thua là thua chứ không có hòa ở đây, không chơi hòa. Thấy không, đá banh mà hòa là đá penalty. Đá chừng nào mà thua ra tỷ số thôi, đúng không? Vậy chứ không có chuyện hòa. Đá banh nếu mà hai đội cứ hòa hoài, đội nào lãnh cúp. Không được. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chú Phượng. Đúng rồi. Nói tiếp đi. Rồi mấy cái này, mấy này công việc con thì tình hình bây giờ bên nước Mỹ sao con? Và thấy lạm phát rất là lớn phải không? Rồi xong rồi cái hầu như là những người mà thất nghiệp, các hãng trưởng Âu sáng mày có nói tao ví dụ Messi cho mình nhắc lại tao nghe coi. Ồ thì đâu, trong theo như Breaking News ở San Diego này, đài số 10 nó đưa tin đó, thì nó nói là shopping mà Messi nè rồi JCPenney thì nó sẽ đóng cửa. Là tại vì cái lãi suất nó tăng cao quá mà người mua thì không có, cho nên đóng cửa. Rồi một số chuỗi nhà hàng là cũng nằm vô cái vấn đề gọi là phá sản. Thống kê là đóng cửa là tại vì nó có một cái gì nè, bây giờ vật giá thì leo thang mà nhà hàng thì bán không được. Với lại bây giờ nó đóng cửa, nó còn nhiều trường hợp đóng lắm, chẳng hạn như thí dụ như bây giờ đa phần 10 người người ta đi ăn là hết 8-9 người người ta trả bằng thẻ rồi. Chú biết là trả bằng thẻ, có nghĩa là nhà hàng sẽ không có số lượng tiền mặt, mà bây giờ tụi nó vô tụi nó cướp á thì tụi nó không thể cướp được nhà hàng, tụi nó phá. Với cái thứ hai là tụi nó cướp, là tụi nó cướp khách hàng, chẳng hạn như khách hàng ngoài ăn á, có gì thí dụ như đeo đồ nữ trang nè, hoặc là đồng hồ hay là bất cứ gì cướp, rồi không mà nó ra xe nó đập phá xe, thì những người khách đó, người ta tới cái khu đó người ta không cảm thấy không an toàn thì tự động người ta không tới nữa, thì những cái nhà hàng nó không bán được thì tất nhiên nó phải đóng cửa đó. Còn cái vấn đề mà vụ mà fast food á, mà dành cho cái nhân viên, mà những nhân viên fast food mà nó đòi mà nâng lương lên mà 20 đồng một giờ đó, chú thấy không? 20 đồng cho một giờ, nhưng mà thật ra tăng cái mức lương đó lên á, nó lại vẫn là lỗ, nó lại mất nhiều hơn là được. Bây giờ bố cứ tính nha, ngày xưa ở Cali đi, giống như bố phượng biết nè, ở Cali này lương á bây giờ căn bản hiện tại là bây giờ là 16 đồng 30 sen, qua năm tới là nó sẽ lên là 16 đồng 80 sen. Nhưng mà cái mức lương mà 16 đồng 30 sen á, nếu mà chú mua một cái combo mà của thằng Big Mac mà của McDonald's á, thì một cái combo chỉ có 8 đồng mấy thôi. Thì đối với cái 16 đồng mà mình mua đi 8 đồng mấy thì mình cũng còn lại 6 đồng mấy 7 đồng, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ đòi tăng mức lương lên 20 đồng. Nhưng mà sau khi mình lãnh mức lương 20 đồng một giờ xong, bây giờ một cái Big Mac combo nó bán tới 18 đồng. Thì nếu mà cộng thuế vô nữa thì bố bảo ra là mua một cái phần đó gần 19 đồng. Thì quá ra mình còn bỏ túi lại được chưa tới 1 đồng. Thì quá ra là mình lỗ hay là mình lời. Theo như chú. Lỗ. À, ngày xưa chú nhận 16 đồng đúng. Nhưng mà nguyên một cái combo meal đó chỉ có 8 đồng thôi. Thì chú còn dư lại 7 đồng cho túi đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà bây giờ 20 đồng một giờ. Nhưng mà cái combo meal đó tới 19 đồng thì chú nghĩ làm sao? 18-19 đồng. Thì chú còn dư lại bao nhiêu? Dư còn đồng à. Đó thấy không?
thì hóa ra cái lên lương đó nó không có lợi. Mình thấy số tiền nó lớn vậy đó, nhưng mà cái thực phẩm nó tăng lên theo cái giá trị của đồng tiền, cho nên hóa ra mình thấy nó không có lợi, mình bị mất nhiều hơn là mình lợi. Được. Ngày xưa mình thấy cái số tiền cho nó nhỏ, nhưng mà sau khi mình ăn một, cũng một phần như vậy, nhưng mà mình lại bỏ túi được 6-7 đồng, còn lại 6-7 đồng. Nhưng mà bây giờ mình tăng lương lên như vậy, nhưng mà mình ăn cũng một phần như vậy, nhưng mà mình bỏ túi còn lại có mấy chục xu với một đồng thôi. Đúng rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ thì tất cả những cái chỗ như là Messi, những cái mall mà mall mua sắm á, những cái thương hiệu nổi tiếng nhau như là Coach nè, rồi xong rồi Messi, rồi nói chung là họ đang bị phá sản, nói thẳng là họ đúng. Đang đóng cửa. Bắt buộc. Những đó rất nhiều bắt buộc, nên là vì đó thì cái dân Việt Nam, cái dân mà dân ở dưới gọi là dân nghèo á, thì hầu như là họ không còn, nó tăng lên và cái lượng mà coi như là bởi vì họ không làm thì kiếm việc làm được. Rồi xong rồi hãng xưởng bị sa thải, cho nên cái số lượng mà người mà gọi là homeless nó còn tăng cao hơn nữa. Đúng vậy. Đó, qua tới vậy năm tới là đó, số lượng qua tới năm tới này bác Phượng sẽ thấy ở Cali này là coi như là vấn đề mà nạn thất nghiệp là có thể tăng lên rất là cao luôn ở Cali mà vẫn chơi đâu. Tại vì Cali thuế cao quá, mà cái vấn đề thuế cao quá mà lại không có công việc làm nhiều thì tất nhiên là nó sẽ rớt vào tình trạng sẽ là làm phiền chính phủ nhiều lắm, không phải dẫn chơi đâu. Đúng rồi, nhưng mà vậy mà ta thấy cái giá nhà của Cali nó không xuống mày. Không, cái giá nhà ai muốn đưa đó là quyền của nó, còn mua hay không mới là quyền của chú chứ. Thì đồng ý vậy rồi, nhưng mà đúng không? Giống như bây giờ tổ. Cái nhà của chú nè, bây giờ cái nhà của chú có thể đăng chú bán 1 triệu cũng được vậy. Nhưng mà chú để thử coi 2 năm trời có thằng nào thấy đó 1 triệu của chú hay không mới nói đi. Còn muốn đưa đăng như quyền của chú chứ ai cấm. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Nhà là nhà của chú, ra giá đúng bao rồi. Nhiêu đó là quyền của chú, còn người ta tới mua hay không là quyền của người ta. Đúng không bác Phượng? Xã hội thị trường không? Là thị trường tự do mà. À đúng không? Đó. Chú có nói à bây giờ cái nhà của chú giờ ta bán 1 triệu, đó là quyền của chú, không ai cấm. Nhưng mà đúng. Chú chờ coi ai tới để trả 1 triệu để mua không là tính sao. Nhưng mà mua là cái chuyện nó khác. À, đúng vậy. Khi nào mua chuyện nó khác. Mà hầu như có nhiều người đăng cái bản 2-3 năm trời bác Phượng ở San Diego, ở Cali này bác Phượng ở San Diego bác Phượng biết có cái nhà đăng lên 3-4 năm trời đâu có bán được đâu. I know. Right. Trời ơi, San Diego của mình Time Mike, San Diego của mình của mình bây giờ là nơi đắt đỏ nhất nước Hoa Kỳ. Đúng vậy, nó đắt là tại vì nó nói thôi, nhưng mà có điều quan trọng là có ai mua hay không mới là quan trọng. That's right. Nó nói là bây giờ tôi không thể tưởng tượng được mà nó còn đắt hơn San Francisco nữa. Nó nói giống như nhiều cái nhà đó, nhiều cái nhà nhìn thấy cũng xì à, mà nó estimate làm sao là 600-700 ngàn. Cái nhà đó mẹ cho bán 200 không biết có người mua hay không mà nó 700-800 ngàn là nó nói thôi mà. Anh nói rồi. Hồi đúng không? Không chú ạ. Nhà cửa không, nhà Cali thì nó anh biết không, nó từ lúc mà tôi về Cali năm 1981 là thì tôi biết là cái áp lực của nhà cửa trên con người rất là cao. Ngay từ lúc đó năm 1981 là tôi về đây là tôi biết ngay là cái vấn đề nhà cửa là vấn đề rất là kinh khủng. Đặc biệt là cho những người immigrant như tôi mới đến là rất là kinh khủng, kinh hoàng lắm. Tại vì rất là đắt. Nhưng mà cái đắt ngày xưa đó, bây giờ so với bây giờ không ăn thua. Ôi người tại sao đắt như vậy? Hồi xưa là tại vì tiền nó có giá chú. Còn bây giờ tiền nó không có, tiền nó không có giá, nó mất giá. Cho nên đó, bây giờ chú cầm 400-500 ngàn ra chú mua căn nhà, nó chỉ giá bằng căn nhà hồi xưa là chỉ khoảng chừng 100-200 mà. Anh nói rất đúng rồi anh, một tô phở bây giờ mà ăn một tô phở như này mà đại khái xong là nó phải 20. Đúng vậy. Tại vì cái tô phở bây giờ bình thường không á là cái tô mà đặc biệt bây giờ đã 15 đồng rồi. Yes. Ăn xong rồi mình cũng phải cho tiền tiếp ít nhất phải 3 yes. đồng đó là thành 18 đồng rồi. Đó là chưa tính ly nước á. Còn kêu thêm ly cà phê đó là không đủ đó. Được rồi, tôi còn thuế má nữa chứ. Không được. Mà trong khi đó một giờ mà đối với một người mà căn bản mà làm là không có tay nghề đó, minimum wage á là bây giờ chỉ có 16 đồng là ra ăn tô phở là vất vả đó. Đúng. Wow. Thấy mình thấy Cali là rất là đắt đỏ anh, tại vì cái minimum wage của họ bây giờ rất là cao. Minimum wage rất là cao thành thử ra rất là đắt đỏ. Không hiểu. Mình không biết thấy người ta mấy cái người mà dọn đi ra khỏi Cali này nhiều á. Nhưng họ chịu không nổi cái về vấn đề căng thẳng trắng họ chịu nổi. Thật sự okay. Mà nói đúng ra thì họ nhìn theo cái mặt mà gọi là cái mặt họ nghĩ là qua mấy cái tiểu bang khác đó
họ được cái lợi là họ cảm thấy là nó sẽ nhẹ đỡ nhàng chi hơn. phí hơn, rẻ hơn, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Thấy cái Nó gạch chứ vậy là đúng tại vì sao? Tại vì mỗi một cái tiểu bang á là nó có một cái mức lương căn bản của nó, đúng đúng không? đúng Thí dụ như bây giờ chú ở Cali, chú làm lương 15 đồng một giờ, 16 đồng, 16 nhưng đồng mà bây xăng giờ nó đổ 5 đồng, đúng xăng nó đổ 5 đồng, chú vẫn còn dư rồi, lại là 10 đồng. Nhưng mà cái chú qua bên Texas đó, chú làm lương thì dưới cái mức lương căn bản hiện tại ở Texas bây giờ nó để đàng hoàng trên Google á là có 7 đồng rưỡi hoặc là 8 đồng. Thí dụ giờ mình nói căn bản là mình không nói là vấn đề là kinh nghiệm thì mình không nói nha. Mình nói đối với người căn bản á là lãnh 8 đồng, mà đổ bình xăng á là ba liên đồng mấy, quá ra người ta còn tục phải năm đồng đó, đúng không? Rồi cái vấn đề ở đây nè, tại vì ở Cali á, tại sao người ta đi là tại vì ở Cali nó có nhiều cái nhu cầu mà chú bắt buộc phải xài, chú không xài á không được. Chẳng hạn như con nói với chú đi, bây giờ bạn bè nó chơi với mình, sáng nó rủ mình đi ăn phở, mình có thể từ chối một lần, đúng nhưng mà mình không thể từ chối nhà hoài hoài được hoài được, đó. đúng Mà không từ chối hoài mà mình đi ăn á, còn như ở tiểu bang, mấy tiểu bang lạnh á, có ai rủ mình đi đâu, cho nên bây giờ mình cứ ngồi nhà bị gói mà nó chưa rồi. Nhưng mà Cali này ngồi nhà không được. Ê, không có chửi tao nha. Như chú á, đúng mẹ rồi, tôi quên năm mùa đông đúng không rồi, em mà nào rủ đi đâu. Mẹ đúng ngồi rồi, nhà đi đúng đánh pizza cũng không biết đánh nữa. Thấy rồi, không? Pizza không đánh được, đi đi chơi bowling chơi không được. Rồi sao nguyên nguyên cả năm á làm tiền về bao nhiêu bây giờ? đúng Còn rồi, hỏi chú nè, ở Cali á, đúng rồi, giống như Bắc Phượng ở Cali, chú Phượng biết đúng nè. Từ nhà chạy rồi, ra chừng chưa tới một mai rồi, I năm know, bảy cái nhà hàng, muốn ăn cái gì yes, ăn. Ok. Còn trong đó ở mấy tiểu bang kia, một lần đi ra nhà hàng 2 tiếng đi 2 tiếng về 4 tiếng đồng hồ, thôi ở nhà ăn mì gói cho ăn chắc, mà một thùng mì gói có mười mấy đồng bạc là ăn nguyên một năm không biết biết nhiêu dư biết nhiêu tiền. Còn Cali làm sao dư được, nó Cali cứ ăn phở hết ăn phở rồi tới tới bowling, tới bowling rồi tới đánh bida, rồi hết bida tới cà phê, làm sao dư được. Còn mà nếu mà ở đó mà người ta rủ không đi á thì người ta nói mình kẹo, mà đi á thì nguyên khoản của mình chi không nổi, cho nên cuối cùng phải dọn đi là chắc ăn nhất, thấy chưa? Chứ đâu phải là phải dọn đi chắc ăn nhất chứ, thật ra là tại vì mình mày không đủ quá khả năng để kiếm tiền chi thì mình gắng chi đủ chứ đúng chi, đúng chứ còn mình nói là qua chỗ khác sống sướng là không phải, qua chỗ khác đó chẳng qua là cho mình ép mình vô giống như một con cái đúng vô rồi, là con giả tràng nó nấp vô đúng trong một cái giỏ, đúng không đi đâu được hết, chẳng hạn làm về chỉ biết đóng tiền nhà tiền ăn thì rồi tiền ăn rồi, rồi không chơi không giao du với ai trong nhà 24/24 thì là bắt buộc nó sẽ dư. Lạnh thế mẹ em đi đâu bây giờ, ở bên này Đi giờ này hôm nay là 82 độ, đi đấy. vòng Bên, đường đi bên, vòng bên, vòng mặc bên quần áo tao đẹp bên tao vô bây là giờ phải đang nhậu đổ chứ. tao bên tao thì Có giờ đang đổ tuyết ầm ầm hỏi tuyết nhất hỏi chú là ở Việt Phượng đây, Nam thôi. chú Phượng thấy không? Ở Cali mình đông, sáng thứ bảy chủ nhật là cà phê ta bắt ngồi này. Nó đông Ở đây, trời ơi, người còn ta trong khi ngán đó lắm. ở bên mấy tiểu bang lạnh đó, như bên chú Cầm á, mẹ sáng ta bắt rồi có mình Mỹ ngồi Việt Nam không thấy thằng bóng, có mấy nhà lạnh teo nó có dám ra ngồi đâu, bây giờ Đâu tiền cất ra không mà đúng đâu rồi, đâu đâu có xài đâu mà làm sao dư không đúng dư. rồi, bên đó họ làm có rất là có dư, lý do là họ thích về anh Mai nói rất đúng, mà bên đó họ làm có dư tại họ không có tiêu nhiều, Không có làm tiêu đồng không nào có nữa đi. Bây giờ con hỏi bố Phượng nè, bây giờ bố Phượng cứ tính đi, thứ bảy bố ăn tô phở trưa thôi. ăn tô chiều ăn phô tối ăn tô, một tô 15 đồng, ok 2 tô là mình kiếm được 30 đồng, 45 đồng cho một ngày. Bây giờ ở bên tiểu bang như bố Cầm sáng ăn 3 gói mì gói chưa tới 5 bạc, nó mới dư 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 45 đồng, dư 40 đồng, tụi này ăn vô mất 45 đồng, mà nguyên một tháng ăn như vậy biết bao nhiêu tiền. Còn bên kia ăn mì gói mà đúng đi rồi, ra thì lạnh quá thôi đi vô ăn gói mì cho xong, nó khác đúng nhau chứ. rồi đó, Là bên đó là bên dư rất là đúng á. bên người ta nói tiểu bang lạnh nó dư thì đúng, tại vì nó không Đúng. ăn không chơi, nó làm xong mà nó về nó chỉ trả tiền nhà rồi nó rú rú That's trong it. nhà không thì nó dư, đúng rồi. That's it. Còn bên đây muốn dư dư không được, cái Đủ thứ bảy chủ nhật là rồi. bạn bè đó, ê đi uống cà phê, ê đi ăn đi đánh Đủ bida, mẹ nói thôi tao không đi, mà bố nghĩ là nó rủ bố đi một lần mà bố không đi, nó rủ rồi lần thứ hai bố đi làm sao nó chưa? lại Chơi thèm rủ nữa, vậy? là mình ở Đúng nhà mình chơi rồi. mình Đúng rồi, chơi vậy. người ta mời mình 2-3 lần mà mình không đi, có nghĩa mình không nể mặt người ta thì ai mời nữa làm gì, Đúng rồi. ai mời nữa Đúng làm gì, thì ở nhà chơi dế đi, để ở nhà chơi với làm chưa là thấy chưa. Rồi. Cho nên đi vòng qua tiểu bang khác nó cũng vậy thôi à, ăn thua là mình sống ở đâu á, Đúng giống như rồi. bố Vịnh đấy, mình sống ở Cali, nếu mà mình biết tằn tiện mình biết ấy thì nó cũng dư như mấy tiểu bang khác thôi Đúng à, rồi, giàu lắm á. nó cũng Giàu lắm rồi. chi bình Nếu thường mà thôi nó mình không có gì à. biết Còn nếu mà tằn tiện. mình chi nhiều, mình chơi nhiều, mình văn quan hệ rộng thì tất nhiên là mình chi tiêu nhiều thì mình phải kiếm tiền nhiều, đó là đương nhiên, đương nhiên. Không biết Còn lại nếu mà mình cảm thấy mình không qua không kiếm tiền nhiều thì đừng có chi nhiều chết ráng chịu. là giờ này nó bị tôi gọi tuổi San Diego tôi biết nè. Nè San Diego con cũng đang ở nè, nó Mình đây làm ở đây mình biết nè, mình làm ở đây là tôi thấy mình nghĩ tiêu tiền đó cha, mà tôi nói là thằng này nó nghĩ là ngày mai nó chết thì nó mới tiêu thế này, chứ còn nếu mà nó nghĩ ngày mai nó còn sống không bao giờ nó tiêu thế này. Mỹ nó tiêu tiền đây nó trẻ, một không khí tốt nè,
nóng là châu cha nó tiêu tiền là không có nghĩ đến ngày mai. Thành thử ra là tôi nghĩ đó là cái tập quán này. Thành thử ra mà nó tiêu như vậy thì tiền đâu mà nó còn nữa. Nó xảy ra một tí là rất là khốn nạn. Chứ còn ở đây là họ làm coi như vậy rất là nhiều tiền. Tiền lương căn bản của họ là bây giờ là mười mấy đồng đó Mike. Rồi thí dụ như mà ăn ở với nhau mình dám tận tiện, mình dám chung đụng với nhau. Thí dụ như là những người độc thân dám chung đụng với nhau, xe tiền phòng, xe tiền kia mà mình cố gắng mà mình hà tiện nó cách là sẽ rất là có tiền. Tại vì ở đây coi vậy chứ làm rất là có tiền. Thì đồng ý là tiêu tiêu thì cái gì nó cũng cao, xăng nhớt nó cũng đắt, tiền đen tiền này kia, nhưng mà mình thu dọn được. Anh Mai nó nói rất đúng. Cái vấn đề mà chú Phượng thấy, chú Phượng thấy là xăng nó 6 đồng một gallon. Đối với mấy tiểu bang khác nó nhìn vô nó nói ủa sao xăng Cali cao quá. Nhưng mà họ quên một điều là đồng lương Cali căn bản là đã 16 đồng. Đúng đấy. Cho nên xăng 6 đồng vẫn còn dư 10 đồng. Đúng. Nhưng mà họ quên một điều giống như ở Texas thì xăng có 2 3 đồng mấy. Họ nghĩ là thấp hơn Cali một nửa nhưng mà cái đồng lương ngay chỗ đó có 7 đồng mấy 8 đồng thôi. Thấy chưa? Hay họ không nhìn ra cái điểm đó. Đúng. họ chỉ mang cái đồng xăng ngay Cali đó đi so sánh với ở mấy tiểu bang khác, nhưng mà họ quên một điều là mình phải căn cứ vô cái đồng lương căn bản. Đúng. Tại tiểu bang đó mới nói chuyện được. Đúng. Dạ. Yeah. Ok. Phải quản lý thêm một xe nó đau đầu thế bà. À, rồi thôi, okay, chào tất cả mọi người nha. Dạ anh Phượng, chào đi. Chào mọi người ngủ ngon.